Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý khán giả những nội dung chính sau. Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 đạt trên 13.178 tỷ đồng. Đưa vào hoạt động công trình kết nối tỉnh lộ 152 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Lào Cai tấp nập các hoạt động du lịch dịch vụ dịp nghỉ lễ. Tín hiệu khởi sắc từ sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo. Mô hình trường học đa văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định và có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 đạt trên 13.178 tỷ đồng, bằng 28,65% kế hoạch năm và bằng 104,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt 861,6 tỷ đồng, bằng 31,56% kế hoạch năm. Công nghiệp chế biến chế tạo đạt 9.885,2 tỷ đồng, bằng 28,74% kế hoạch. Công nghiệp điện, nước đạt 2.431,6 tỷ đồng, bằng 27,41% kế hoạch năm. Một số đơn vị đã cơ bản khắc phục được một số khó khăn trước mắt như nhà máy tuyển quặng apatit đã hoạt động ổn định sau khi có nguồn quặng apatit loại 3 cung cấp. Nhà máy gang thép Lào Cai hoạt động ổn định sau khi được khai thác 1 triệu tấn quặng sắt mỏ Quý Sa theo nghị quyết số 164 của Chính phủ. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, công trình kết nối tỉnh lộ 152 với cao tốc Nội Bài Lào Cai chính thức đi vào hoạt động. Đây là nút giao giữa cao tốc Nội Bài Lào Cai với thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng. Công trình giao thông quan trọng này được khởi công xây dựng vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, hoàn thành vào ngày 27 tháng 4 và chính thức đưa vào khai thác bắt đầu từ ngày 30 tháng 4. Với tổng vốn đầu tư là 150 tỷ đồng, quy mô xây dựng gồm 6 nhánh tách nhập, kết nối giữa tỉnh lộ 152 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Mở rộng gần 1 km mặt đường cao tốc, đoạn qua nút giao từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Cải tạo, mở rộng tỉnh lộ 152, phục vụ cho xe ra vào cao tốc. Xây mới hệ thống nhà điều hành, trạm thu phí, thiết bị chiếu sáng và các công trình phụ trợ khác. Đây là nút giao thứ 5 của tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai. Công trình đã giúp kết nối cao tốc giữa tuyến cao tốc với các huyện Bảo Thắng, Simacai, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận của tỉnh Hà Giang. Giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp Tàng Lỏng ra đường cao tốc, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường. Trong tháng 4 năm 2022, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Dự kiến thủy sản toàn tỉnh hiện có khoảng 2.500 ha, sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 688 tấn, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ nông dân đã làm chủ khoa học kỹ thuật, tích cực phòng bệnh nên đàn cá phát triển, giá bán ổn định. Hiện các địa phương đang tập trung chăm sóc phát triển thủy sản đúng quy hoạch, tăng cường công tác quản lý giống thủy sản trên địa bàn, hướng dẫn nhân dân tu sửa, nạo vét ao, khử trùng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh cho việc nuôi thả mới. Năm 2025, Lào Cai phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 11.000 tấn. Hàng năm sản xuất trên 25 triệu con giống các loại, đáp ứng được trên 70% nhu cầu giống của tỉnh. Sau 2 tuần phẫu thuật cắt gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh nhân DVT, thường trú tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, đã ổn định sức khỏe và được ra viện. Thành công của ca phẫu thuật sẽ mở ra cơ hội tiếp cận được nhiều hơn nữa các kỹ thuật chất lượng cao ngay tại địa phương cho người bệnh. Hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Việc phải di chuyển xuống trung ương để phẫu thuật là một khó khăn rất lớn đối với gia đình anh Tê. Ngày 16 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận kỹ thuật cắt ung thư gan và anh Tê là trường hợp đầu tiên được chọn phẫu thuật tại Lào Cai. Đây là một trường hợp cắt gan phân thủy trước đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi đã được cùng các tuyến trung ương phẫu thuật thì chúng tôi đã điều trị tích cực sau phẫu thuật. Sau 2 tuần thì bệnh nhân đã ổn định, hiện tại có thể ra viện. Sau 2 tuần phẫu thuật cắt ung thư gan, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tôi thấy sức khỏe của tôi đã được bình phục, cảm thấy là trong người nó chả có cái vướng mắc gì cả về cái sức khỏe. Sức khỏe thì nó rất an tâm và không bị sốt. Trước đó qua thăm khám, bệnh nhân DVT, 55 tuổi, đã phát hiện ra khối u gan có kích thước 3,2 x 2,8 cm.
Qua kiểm tra sinh tiết đã phát hiện ra ung thư gan. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu Y học hạt nhân phối hợp với Bệnh viện Tuyến Trung ương đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Công nghiệp chế biến chế tạo được Lào Cai xác định là trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Vượt qua hàng loạt yếu tố khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiếu nguyên liệu sản xuất, tại các khu công nghiệp của tỉnh, hoạt động sản xuất đang duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 50% mục tiêu cả năm đề ra. Với đặc thù dây chuyền sản xuất liên tục khép kín, một số khâu trong dây chuyền sản xuất của nhà máy này áp dụng mức độ tự động hóa cao. Việc tổ chức nhân lực lao động để làm chủ được dây chuyền công nghệ, làm ra thành phẩm, đáp ứng tiêu chí thị trường được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Cùng với nhà máy luyện đồng 1 tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, doanh nghiệp sản xuất được trên 8.100 tấn đồng cathode thành phẩm bán ra thị trường quốc tế. Rất nhiều những cái giải pháp để mà cải thiện cái điều kiện làm việc, rồi nâng cao cái hiệu suất, rồi nâng cao cái năng suất chất lượng sản phẩm thì đã được cán bộ công viên đưa ra các cái ý tưởng và chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện và đạt được cái kết quả. Đã hoàn thành khoảng 27% kế hoạch mà tổng ty khoáng sản giao cho sản xuất của năm nay là 30.500 tấn đồng. Đấy thì ngoài ra thì người lao động của chúng tôi thì cũng đủ việc làm, nên mà cũng duy trì cái tiền lương và thu nhập nó ổn định, bình quân người lao động cũng đạt được 14,5 triệu đồng trên người trên tháng. Bám sát diễn biến dịch bệnh và thị trường, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào. Cùng với đó là sự chung tay hỗ trợ sát sao của tỉnh, đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu quặng sắt và quặng apatit, tạo điều kiện để nhiều nhà máy duy trì nhịp độ sản xuất. Ngày 6 tháng 1 là lò cao chúng tôi đã triển khai hoạt động trở lại ngay. Chúng tôi tiến hành khai thác đáp ứng đủ cái yêu cầu sản xuất cho lò cao là một tháng là khoảng gần 800 tấn. Tại các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo đang chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chung cả tỉnh. Hết tháng 4 năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% giá trị sản xuất cả năm đề ra. Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tiếp tục phát triển rất là tốt. Điển hình có thể nhắc đến đó là 16 cái nhà máy sản xuất phân bón hóa chất, cơ khí chế tạo tại khu công nghiệp Tàng Lỏng và 2 nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phương Mới và 1 nhà máy luyện đồng giai đoạn 2 tại xã Bản Qua, huyện Bát Sát. Các mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo chủ lực của tỉnh như đồng, phốt pho, thép đang có giá bán ổn định trên thị trường quốc tế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, mang lại giá trị sản xuất, xuất khẩu cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh được kiểm soát, người dân vui mừng phấn khởi khi được quay trở lại với nhịp sống bình thường mới. Từ đó, nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cũng tăng. Các hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng tấp nập hơn. Chợ Cốc Lếu, trung tâm giao thương của thành phố Lào Cai những ngày nghỉ lễ đông vui tấp nập hơn ngày thường. Người dân du khách muôn phương đổ về tham quan mua sắm. Tiểu thương phấn khởi khi các hoạt động kinh doanh buôn bán phát triển trở lại. Lên Sapa, Lào Cai là nơi điểm đến qua chợ ấy, thì thấy không khí tấp nập trở lại, hàng hóa thì cũng phong phú, quần áo rồi đồ lưu niệm các thứ mình cũng hay mua để làm quà tặng cho gia đình và người thân. Trước dịch bệnh thì vắng lắm chị ạ, bây giờ mới đông vui trở lại đấy ạ. Người dân buôn bán được một ít thì cũng rất là vui mừng phấn khởi ạ. Không khí đông vui tấp nập cũng được ghi nhận tại các khu điểm vui chơi, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt người dân hào hứng phấn khởi khi được tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Rất là lâu rồi Lào Cai mình mới có những cái sự kiện quy mô lớn như thế này và bây giờ được tham gia những cái sự kiện mà rất là ý nghĩa này để em cảm thấy rất là vui. Dịp nghỉ lễ này, lượng khách đến khu du lịch quốc gia Sapa tăng mạnh, công suất đặt phòng từ 60 đến 98%, tập trung ở phân khu cao cấp và cao điểm vào ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Không có hiện tượng cháy phòng trong kỳ nghỉ lễ. Giá dịch vụ có tăng so với ngày thường nhưng vẫn nằm trong khung giá niêm yết. Chất lượng dịch vụ ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn theo từng hạng sao. Ước hết kỳ nghỉ, Sapa sẽ đón khoảng 80.000 lượt với tổng doanh thu đạt khoảng 240 tỷ đồng.
lượng khách du lịch trở lên đông vui trở lại. Về khách sạn cũng bắt đầu khách đến, và trong những ngày lễ vừa rồi thì khách sạn đã phun phòng và chúng tôi rất là phấn khởi và cũng sẽ cố gắng và phục vụ chất lượng tốt hơn cho khi khách du khách đến tham quan tại Lào Cai, Sapa. Du khách trong nước và quốc tế đến với Lào Cai tăng, người dân vui mừng phấn khởi khi các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch được kích cầu phát triển trở lại. Với những gam màu sáng, tín hiệu lạc quan của nền kinh tế, Lào Cai đang sẵn sàng phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau thời gian dài chịu nhiều tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Trường Trung học cơ sở số 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng có 396 học sinh, thì gần 63% học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Dao và Tày. Mô hình trường học đa văn hóa được xem như là giải pháp quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy. Trường Trung học cơ sở số 1 Phú Nhuận có các câu lạc bộ hát then, thêu thổ cẩm, thể thao. Số học sinh tham gia vào những câu lạc bộ này chiếm tới 40%. Trong không gian nhà sàn văn hóa được dựng lên tại khuôn viên trường, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cùng sự hỗ trợ của các nghệ nhân, các em học sinh đã tự làm, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa của dân tộc mình. Em rất tự hào về dân tộc của em ạ. Khi được thầy cô giới thiệu trong trường học sẽ giúp các bạn hiểu biết về dân tộc của em hơn ạ. Nhà trường mình là được chuẩn bị rất là sẵn sàng những cái kiến thức, nội dung phù hợp. Nếu như mà cái nội dung nào mà chưa rõ thì trực tiếp hỏi các bà con dân bản mà đã sinh sống lâu năm rồi, là có cái bề dày về cái kiến thức địa phương để phụ đạo thêm cho giáo viên trường mình. Việc tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc Dao, Tày không chỉ thông qua hoạt động ngoại khóa mà còn được lồng ghép vào chương trình học chính khóa của nhà trường. Vì vậy, các giờ học trở nên linh hoạt và hấp dẫn hơn, tạo hứng thú say mê học tập cho học trò. Để xây dựng là một cái bản sắc văn hóa chính trị, xã hội của xã Phú Nhuận, đấy, để truyền dạy cho các em về tự hào về cái truyền thống của ông cha cũng như là các thế hệ đi trước của Phú Nhuận là đã xây dựng và phát triển trong những năm qua. Mô hình trường học đa văn hóa tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã có sức lan tỏa khá mạnh mẽ đối với các em học sinh, tạo được sự đồng thuận của phụ huynh. Từ đó giúp các em gắn bó với trường lớp, tự hào về nguồn cội và có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu tăng cao thời gian qua đã tác động lên nhiều mặt hàng và loại hình dịch vụ. Tại Lào Cai, việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường được ngành chức năng tăng cường, đảm bảo không có tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý. Tại Lào Cai, 4 tháng đầu năm 2022, không xuất hiện tình trạng đầu cơ găm hàng. Các cơ sở kinh doanh chủ động về nguồn hàng, đảm bảo lượng cung cấp hàng hóa ra thị trường. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn mua sắm tại các siêu thị, cơ sở kinh doanh có niêm yết giá rõ ràng, hợp lý. Ví dụ như là mua cũng có vài một đôi lần mới mua chỗ khác thì giá nó cao hơn một tí thôi, thì mình cũng đã đến rồi thì mình đang cần thì mình chỉ mua, mình đủ mình dùng cái ngay lúc cần đấy thôi. Còn là thường thường cô đi mua nhiều là cô cứ hay vào siêu thị cô mua là vừa là yên tâm về chất lượng và yên tâm về giá cả. Thời gian vừa qua khoảng hơn 30% mặt hàng bày bán tại siêu thị này tăng giá so với trước. Đa phần là các mặt hàng có nguyên liệu nhập khẩu. Dù tăng giá nhưng ở mức trung bình rơi vào khoảng từ 3 đến 5%. Về phía doanh nghiệp cũng có điều chỉnh tăng giá, tuy nhiên là cái mức điều chỉnh tăng giá nó sẽ ở mức vừa phải và để đảm bảo được là cái nhu cầu vẫn đảm bảo được nhu cầu tiêu dùng khách hàng cũng như là đảm bảo được cái hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tức là đơn vị chấp nhận là phải có thể giảm cái mức lợi nhuận đi để làm sao để hỗ trợ cho khách hàng một phần nào đó cái phần giá cả để đảm bảo được cái tình hình khó khăn trong dịch Covid hiện nay. Ngay từ đầu năm 2022, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai đã ban hành 2 kế hoạch và trên 30 văn bản chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường. Thường xuyên tiến hành kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện kinh doanh, việc chấp hành các quy định về giá và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định. Cục Quản lý Thị trường cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường thường xuyên bám sát, rà soát thị trường để kịp thời phát hiện đối với các hành vi găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. 4 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.900 tỷ đồng,
bằng 83,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm hàng hóa dịch vụ tăng cao dịp nghỉ lễ. Do đó hoạt động quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ đợt cao điểm này. Chương trình Lào Cai hội nhập hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.